Rồi, xin chào tất cả các anh em trên Thanh trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay shop Audio Toàn Võ quay lại với kênh channel của mình. Thì mình review cái sản phẩm cuối năm rồi, mình cũng không có hàng gì. Nói chung là mình đang chuẩn bị cho dự án mới cho ra Tết về. Mình cũng đang dự án cho trước Tết nhưng mà không kịp, phải chờ qua Tết nữa. Thì chờ sau cái Tết thì mình mới có làm cái dự án mới của mình ha. Thì dự án mới của mình thì các bạn theo dõi kênh YouTube của mình đi, thì mình sẽ ra những cái sản phẩm mới và hot hơn nữa. Thì sản phẩm thế nào thì cái đó là chuyện bí mật, mình sẽ các bạn cứ theo dõi kênh và sẽ thấy những sản phẩm mới bên mình nó như thế nào ha. Thì hôm nay mình trước hết thì dự án của mình là trước tiên là cái bộ dây này là hoàn toàn là dây xịn nha các bạn. Dây này là của hãng Jabo ha. Mình có rất là nhiều loại dây loa và dây AV và dây nguồn ha. Thì ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn luôn những cái sợi dây mà dây loa hay dây nguồn hay dây AV mà dây bãi mà ở ngoài tao bán, nó nói đồ Mỹ đồ Đức gì mà có 1 triệu mấy, hàng bãi gì mà có 1 triệu mấy, 2 triệu gì đó. Cái đó thực chất là dây Trung Quốc nha các bạn. Nó chạy chữ, các bạn muốn chữ gì cũng có, Vandal, Hui, Audio West, cái chữ gì cũng nó cũng chạy được hết đó ha. Đó, thì các bạn chơi âm thanh lưu ý cái vấn đề này ha. Một cái sợi dây mà của hãng Vandal Hui mà dây xịn á, người ta xài lướt qua rồi á, nhất người ta bán cho các bạn phải 5-6 triệu một bộ đó ha. Còn dây mới là phải tính $1,000 trở lên ha. Đó, thì đây thì dây của mình á, thì sản phẩm này đến từ hãng Jabo. Jabo này cũng là hãng của China thôi, nhưng mà hãng cao cấp, hãng này bên mình độc quyền luôn, thị trường không có sợi dây gì đâu. Thì dây loa của mình thì thương giá cũng giá thành tương đương, thì cho các bạn tùy theo nhu cầu. Ví dụ như cái hãng Jabo này đó, thân dây Jabo nha, nó to bằng cái đầu ngón tay cái mình nè, to hơn nữa đó. Thì đây dắt mình dây dắt Jabo nè ha, đó các bạn thấy không, dắt Jabo vô xịn luôn nha. Thì đối với dây này thì mình bán là 1,950 triệu ha cặp. Dây này dài 2 mét đó, thì mình mở sẵn nha, cái này cho các bạn coi thử luôn đó. Thì nó đối với những cái dây loa mới các bạn mua khoảng chừng 5-6 triệu gì một cặp á, thì mình cũng dám tự tin mình nói mình cái dây loa của mình này đánh ăn những cái hãng đó luôn ha. Còn những cái hãng mà mấy ngàn đô thì mình không dám so sánh rồi. Mà các bạn mua dây loa mà 5-6 triệu các bạn thì mình cũng tự tin mình nói cái dây loa của mình là quýnh là ăn luôn á. Thì lại mình đang ghép với cái dây loa của mình với cái dàn âm thanh của mình là chút xíu mình mở cho các bạn nghe đó. Còn cái dây Jabo mình có hai loại, loại cao cấp nhất á là đầu jack xịn luôn ha, jack Jabo luôn. Thì nó mắc tiền cái đầu jack hơn tí. Thì loại mà không có đầu cái đầu jack chuối á, không có chữ Jabo á, thì mình bán là 1,6 triệu. Đây, dây này 1,6 triệu 2 mét hết tổng cộng. Rồi ra mình có thêm cái Jabo thân dây dẹp nữa đây. Thân dây dẹp này mình đang ghép với cái cặp loa của mình đang hát á. Thì mình cảm thấy cái dây cao cấp thì mình không nói rồi, mình đang nói về cái dây thấp nhất nè. Dây này là 1,3 triệu 550 nè. Đó. Thì dây bản này bản dẹp. Xài rất bắp chuối ha, bắp chuối cũng cao cấp nhưng mà nó không có thương hiệu thôi, thì nó cũng là dây bên trong cũng là dây tốt, thẳng định các bạn luôn ha. Đây là 1,350. Mình đã test cái dàn âm thanh của mình á, mình đánh cái cặp dây loa và dây da băng mình mua ở chợ Nhật Tảo á, họ nói dây bãi như gì á, mình ghép vô dàn mình quấn cho cái bass nó lòng thòng đúng không, mà khi nào mình ghép mình đổi dây loa khác vô cái bass quấn tròn hơn đó. Đây dây này mình đang ghép chút xíu nữa mình test âm thanh các bạn xài dây này, và mình đang ghép thêm cái dây AV này nữa đó. Dây AV này thì mình có hai loại, loại 1 mét với loại một với loại 0,7 ha. Cái loại 0,7 mét này thì mình bán với giá là 950 ha. Còn với cái loại mà 1 mét á thì mình bán là 1,000,000. Đầu Jabo luôn các bạn, đầu rắc Jabo xịn luôn nha. Các bạn cứ lên mạng các bạn search cái hãng Jabo là các bạn bạn coi biết ra hãng nó hãng cũng hãng lớn bên Trung Quốc nha các bạn. Hãng nó hãng cao cấp á. Đây dây qua siêu đồng trục nè. Dây này cũng của đầu Jabo luôn, đầu cắm ha. Đây một đầu này thì là dây này là 672.000 ha. Đó. Đồng trục. Ngoài ra còn có dây Jabo nhưng mà nó khác cái rắc này, rắc khóa, đầu này đầu khóa. Đầu khóa thì nó lại rẻ hơn cái đầu cắm bút này. Đó, đầu cắm bút của Jabo. Đầu khóa này thì 1 mét này mình bán là 690.000. Đó. Thì mình cũng tạo điều kiện cho các bạn ở xa luôn. Thì thứ nhất á, là mình ship code cho các bạn. Thứ hai á, là mình cho các bạn test 7 ngày. Các bạn mua về chơi
Ví dụ sau 7 ngày không hợp thì không hợp với vàng của mình thì các bạn cứ gửi lại cho mình trả đầy đủ tiền cho các bạn ha. Thôi với mình, các bạn ở xa, các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì cứ lấy thẳng shop mình test tiếp thoải mái thôi. Cũng vậy thôi, rồi về nhà chơi hợp với vàng thì ok, không hợp thì gửi lại mình vui vẻ mình gửi lại tiền cũng cho các bạn chả có vấn đề đâu. Đó. Đây, còn ngoài ra còn có một sợi dây này rất là đặc biệt, đây là dây nguồn này là 1,5 m nha các bạn. Thì theo mình được biết á, cái đầu rắc đây nè thì là đầu rắc của hãng Fulltech ha. Fulltech này ở Maker Shop Audio Hà Nội đang bán cái cặp đầu rắc này thôi là đã hết 1,5 triệu rồi. Mà trong khi đó mình đi mình làm cái dây luôn, cái đầu rắc luôn á là giá là 1,690,000 1,5 m. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ test cái dàn âm thanh của mình cho các bạn nghe thử ha. Mình ghép đây những cái dàn mà mình đang ghép nè. Đây cái loa mình đang ghép trên cái dàn âm thanh của mình nè. Và hai sợi dây AV Jabo luôn. Dây loa dẹp Jabo. Rồi ok, mình sẽ test và hát cho các bạn nghe thử ha. Rồi ha, đây là mình đã ghép xong cái dàn âm thanh của mình nè ha. Đó, dây là AV Jabo nè, đó. Mình ghép qua mình đang đánh cái thiết bị nhạc số ha. Và dây loa của mình nè ha. Dây loa của mình thì đây. Đây dây loa của mình đây, đây. Dây bản dẹp nè, nãy mình nói với các bạn nè, đây, dây bản dẹp ha, đó. Đó, một cặp dây. Rồi ok, một cặp dây AV luôn. Rồi ok, mình sẽ test âm thanh cho các bạn nghe thử ha. Đó thì đây là dự cũng là trong nằm trong cái dự án mới của bên mình ha, hàng độc quyền luôn. Đây dây đây mình đang đánh cặp dây dẹp ha, dây dây này cũng dài 2 m nha các bạn, mình bán là 1,350 nè. Còn cái dây này là dây AV này 0,7 nè, là 950 nè nha. Đó, còn dây 1 m là 1,000,000. Rồi đó, thì chất âm tuyệt vời. Mình test thử, mình đã so sánh trước đó với cái dây cũ mình đang xài, cái dây Nhật gì mình mua ở bên Nhật Tảo
bass đánh lòng hồng thì ta, mình để cái này vô bánh tiếng bass nó sẽ khác ngay. Các bạn không tin thì các bạn cứ tới shop mình test cho các bạn nghe thử thôi, mất công các bạn nghĩ mình nói điêu hay sao đó. Thì ok, thì cái này cũng là trong dự án mình đang có nói ha, cái này cũng là trong cái dự án mới của mình, còn các còn dự án mới nữa, còn những sản phẩm mới và hay ho hơn nữa và đáp ứng nhu cầu cho các bạn về về chất, thứ nhất là về chất lượng ha, thứ hai là về chất âm ha, thứ ba là về giá cả. Các bạn cứ theo dõi kênh của mình, ra Tết thì mình sẽ có những cái sản phẩm mới hơn và hay ho hơn rất là nhiều. Thì trong năm nay thì cuối năm thì mình chỉ bán những cái sản phẩm DAC của hãng SMXE hoặc là FX đáp ứng cho các bạn, nhu cầu cho các bạn, chứ nào mà chưa có những thiết bị nhạc số thì mình vẫn đáp ứng đều bình thường. Còn cái dự án mới của mình nữa thì sẽ là ra Tết thì mình sẽ có những cái mới và hay ho hơn nữa, mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Các bạn cứ theo dõi kênh YouTube của mình. Rồi ok, mình xin kết thúc video đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.